Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh channel của mình. Hôm nay thì lại là tiếp tục một video về hướng dẫn các bạn làm video trên Adobe Premiere Pro CC 2019. Thì bạn nào chưa có phần mềm này thì các bạn có thể, nếu cần thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình sẽ cài đặt trực tiếp cho các bạn với giá cả hợp lý nhá. Còn nếu như các bạn mua thì khá là đắt, tầm hơn 200 đô nhé các bạn. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm. Bây giờ chúng ta sẽ thêm file vào. Chúng ta sẽ mở cái Adobe Premiere lên và chúng ta sẽ ấn vào file, chúng ta sẽ ấn vào New Project hoặc chúng ta sẽ ấn vào Open Project nếu như các bạn có Project sẵn rồi. Còn ở đây mình chưa có thì chúng ta ấn New. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cắt ghép video trong Adobe Premiere 2019. Mục name này sẽ để cho chúng ta có thể điền tên vào. Mình sẽ điền tên là cắt ghép video nhé. Ghép video. Ok, sau đó chúng ta ấn vào ok để bắt đầu. Ok, sau khi xong thì nó đã hiện hiện thị ra được cái bảng cài đặt, thì cái này mình không cần thiết, mình cắt đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thêm file vào cái bộ công cụ này. Các bạn sẽ kích đúp hai lần vào cái import media to start. Sau đó thì chúng ta sẽ cần tìm tới file để chúng ta có thể cắt ghép cái video. Ở đây thì mình lấy giả sử như là có hai cái file này đi. Chúng ta sẽ quét hai cái file này vào. Chúng ta ấn vào Open thì cái Adobe nó sẽ tự động import file cho chúng ta. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ kéo cái video mà chúng ta muốn xử lý sang cái thanh bên này. Đó, như vậy là cái video này của chúng ta đã được thêm một thanh sang bên này. Bây giờ các bạn giả sử như muốn cắt cái đoạn video từ giây thứ 59 này chẳng hạn tới 1 phút thứ 59 thì các bạn kéo cái thanh này này. Đó. Bây giờ thì các bạn có thể xem thử bằng cách ấn vào đây để xem thử. Và các bạn nhìn sang phía bên này để nhìn xem là nó đang ở giây thứ bao nhiêu. Ở đây mình nói là 59 thì chúng ta để 59. Đó. Sau khi chúng ta đã để giây thứ 59 rồi và chúng ta muốn cắt tới giây thứ nhất thì chúng ta để ý sang cái mục bên này có hình dao lam. Chúng ta ấn vào đây. Và chúng ta sẽ dạch từ cái đoạn mà chúng ta cần phải cắt nhé. Đây. Ok. Như vậy là cái đoạn của chúng ta đã được cắt. Để chúng ta tắt cái đoạn dao lam thì chúng ta ấn vào đây. Rồi chúng ta ấn vào mũi tên. Bây giờ chúng ta có thể kéo hai cái đoạn này tách rời được nhau này. Như mình lúc nãy nói là chúng ta muốn cắt tới 1 phút 59 đúng không? Thì các bạn lại kéo cái thanh này tới một giây thứ 59. Và chúng ta lại ấn một cái đoạn dao lam để chúng ta lại ấn vào và cắt đúng cái thanh này. Đó. Sau đó thì chúng ta lại ấn vào cái mũi tên này. Bây giờ chúng ta muốn xóa cái đoạn này đi. Thì chúng ta ấn vào chữ đen trên bàn phím. Đó, như vậy thì các bạn đã có thể thấy là hai đoạn video đã được cắt ra rồi. Chúng ta kéo cái đoạn này về đúng cái nơi của nó. Bây giờ các bạn muốn ghép thêm cái đoạn video này thì các bạn chỉ cần kéo cái đoạn video này sang bên này. Đó. Ok, các bạn xem thử xem là nó đã phù hợp chưa. Nếu phù hợp rồi thì chúng ta bây giờ chỉ cần công đoạn xuất video nhé. Còn về mục chỉnh sửa âm thanh, các hình ảnh và một số các thư mục khác thì mình sẽ trình bày các video sau. Hôm nay mình chỉ trình bày các bạn cách để cắt và ghép video thôi. Bây giờ các bạn chỉ cần công đoạn xuất file. Thì bây giờ nếu như là các bạn muốn xuất file ấy, mà chúng ta chỉ muốn xuất file tới cái đoạn này thôi
thì các bạn có thể cắt cái đoạn này đi. Nếu như các bạn không muốn cắt ấy, thì các bạn có thể để ý cho mình. Các bạn để ý cho mình là cái ba ba gạch ở đây này. Chúng ta điền vào bật cái dấu tích work on bar này đi. Ở đây mình đã bật rồi. Giả sử như thế này thì các bạn nó sẽ bị mất này. Bây giờ chúng ta sẽ bật lại. Và chúng ta chỉ muốn xuất tới tới chữ V này thôi đi, thì chúng ta sẽ kéo nó xuống đến đúng cái chữ V. Đó, sau đó thì chúng ta chỉ cần xuất ra thôi. Để xuất file Adobe thì các bạn sẽ điền sang mục file bên này. Và chúng ta sẽ ấn vào mục Export. Đây. Sau đó thì chúng ta sẽ điền sang mục Media. Sau khi cái bảng này hiện ra thì các bạn lưu ý cho mình để các bạn để ở mục H264 nhé. Bởi vì nếu như chúng ta để các định dạng khác thì file rất là nặng. Các bạn nên để H264. Ok. Sau khi các bạn kiểm tra xong rồi thì chúng ta sẽ ấn vào Import. Và cái video chúng ta nó sẽ bị import ra rất là nhanh nha các bạn. Nhanh hơn Camtasia rất là nhiều nha các bạn. Phần mềm này nó sẽ nhanh hơn Camtasia nha. Tuy nhiên các bạn phải để lưu ý để cho mình đúng cái mục H264 nha. Mình sẽ tua nhanh cái video để nó xuất ra cho nó. Sau đó mình sẽ cho các bạn xem nhé. Ok, như vậy là đã được xuất ra rồi. Thì chúng ta sẽ mở xuống. Không biết mình xuất đâu nhỉ. Các bạn đợi xíu để mình tìm cái file mình xuất ra. Quyền biến là vương mới xuất ở đâu. À, các bạn sẽ vào ổ C này. Chúng ta sẽ ấn xuống mục US. Chúng ta ấn vào admin này. Chúng ta ấn vào điền document nhé. Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy mục Adobe ở đây. Chúng ta ấn vào Adobe Premiere 3.0. Đó. Thì trong này sẽ có video. Bây giờ các bạn, file mình lưu ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bật lên thử cho các bạn xem này. Thì tiếng của nó hơi nhỏ nha các bạn. Không phải là tiếng nó hơi nhỏ là bởi vì mình đang quay màn hình và cái phần mềm mình quay thì nó lại không có thể thêm được cái tiếng ở trên cái máy tính. Đây là lúc nãy mình vừa mới cắt ghép này. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Nếu như các bạn hay mà bổ ích thì like, đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.